lô ca thi ba ti sa ba ti ca tấn cha li ân thì quả răng a giang cha thân san tê sa sát ta ba răn cha cha ti can đề xế tu thâm măng a lô khâm bi măng ba châm thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo quỳ nơi đây tâm đạo tin thành ngưỡng cầu tâm phúc trọn lành ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ nam mô Bố Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Khai, dạ dạ con kính đảnh lễ đại đức Pháp Tính. Dạ hôm nay là ngày giảng của đại đức, con kính dâng mic lại cho đại đức để cho đại đức giảng bài từ vựng hôm nay. Dạ con kính dâng mic lại cho đại đức ạ. Dạ xà thủ kính cảm ơn Tâm Hương rất là nhiều. Tâm Hương kính Pháp Sư chưa kịp chữa tay luôn á, mắc đền Tâm Hương á. Dạ Nam Mô Bố Thầy á. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Tâm Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn chào Nhật Quỳnh, cảm ơn ơi thấy đại đức xuống phòng chưa, cảm ơn cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi để Nhật Quỳnh thỉnh sư lắp cầm mic. Cảm ơn ơi. Dạ con thấy tín hiệu sư rồi. Dạ con tri ân sư. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp quốc kinh số 293. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kham Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Thành cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào những cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Quý vị biết là quý vị thỉnh pháp sư những đâu cũng có ba dòng bốn dòng, không biết mấy cái bài thỉnh pháp sư ở đó, mấy cái bài thỉnh pháp sư đó, không biết lúc này ai chế ra. Quý vị biết thật ra đó quý vị, thật ra hồi lúc trước chúng tôi ở chùa Siêu Lý, chúng tôi ở chùa Siêu Lý thì khi mà tụng kinh xong đó có cái câu nguyện đi đăng qua tâm mê buôn nhân a sa quát ca gia qua hâm hồ tú a nan ca tề ca lê thì rồi sau này đó có cái internet có cái internet rồi tự đi lễ đi tới đi lui rồi có nhiều vị thì nói rằng sao không nguyện chấm dứt lậu hoặc ngay trong hiện tại này luôn. Còn Anagate Kale chi cứ nói qua nói lại rồi có chỗ hiện giờ là nguyện nguyện gì ý đăng bách bách chá gia hồ tú niết bàn ánh sáng nó thành ra bây giờ quý vị biết không là coi như là mỗi chỗ nguyện mỗi khác. Nên nó biết là bây giờ nó mất nó bị mất đi từ từ, nó bị mất đi từ từ, có nghĩa là bây giờ người ta không chịu nguyện do cái sự phước báo này là cái mối duyên lành là để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Người này chê qua chê lại chê đi chê tới chê tới chê nuôi rồi bây giờ thì, khi mà quý Phật tử của các chùa đó sau khi mà tụng kinh rồi không còn ai nguyện nữa,
à, không còn ai nguyện hết. Chứ thật ra đó, à, quý vị khi mà quý vị biết rằng cái ngày vị lai á, à, cái ngày vị lai thì cái thời vị lai có nghĩa là qua khỏi cái sắc na hiện tại đến tương lai thôi, là đến vị lai thôi, mà có nhiều người người ta chấp. Rồi cũng như ở chùa của chúng tôi á, lúc trước á, có người thì nói rằng mình tụng kinh mình hồi hướng, con xin hồi hướng phước này, con xin hồi hướng quả này. Cái người ta nói không đúng, như vậy là không đúng. Có nghĩa là mình là tu hành là giới hạnh mình trong sạch, mà mình xưng là con xin hồi hướng phước này, rồi con xin hồi hướng quả này là như thế nào đó. Thì quý vị thấy rằng viết kinh điển nó cũng bị đảo lộn tùm lum. Nhưng mà khi mà chúng tôi hỏi lại với các vị trưởng lão đó, chúng tôi hỏi lại các vị trưởng lão đó, các vị nói đó, thí dụ như bây giờ quý vị làm phước xong, quý vị hồi hướng cho những cái chúng sanh mà nó, thí dụ như ăn nhậu rồi té xe té sông đồ đó này kia đó, thì quý vị sẽ nguyện, tôi nguyện cái phước báo mà tôi đã làm, xin hồi hướng cho cái dòng linh, cái hương linh gì đó mới quá giảng tại nơi đây vậy vậy đó. Thì đúng rồi, trong cái trường hợp này mình sẽ sử dụng là tôi hồi hướng cái phước này đó. Còn thí dụ như bây giờ, thí dụ như đối với các vị cư sĩ Phật tử, giờ mình tụng kinh mình hồi hướng, con xin hồi hướng quả này, con xin hồi hướng phước này, nó đều được hết quý vị. Tại vì ở trong đó chúng sanh ba giới bốn loài hoặc là chư thiên đồ này kia, nó có nhiều mà nhiều hạng người ở trong đó, nhiều hạng người ở trong đó quý vị. Chư thiên mà phàm mà cũng có, mà chư thiên mà thuộc về mà thánh tu đạo quần cũng có. Thành ra quý vị xưng con đồ cũng bình thường. Nó thành ra có nhiều người không biết là giờ mình phải xưng là con hay là tôi nữa, thì nó tùy theo cái trường hợp, là nó tùy theo cái trường hợp. Hôm nay đó thì chúng ta học bài kệ Pháp Cú Kinh số 293. Hôm nay thì chùa của Thượng Tọa Tuệ Quyền vẫn còn đang trì tụng bài kinh Chuyển Pháp Luân. Thành ra Thượng Tọa vào hơi trễ tí xíu, nên chúng tôi tranh thủ có được vài phút để tâm sự chia sẻ với quý vị. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu học bài mới, đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 293. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thức nghĩa từ vựng. Ye sanh cha su samma ratha. Ye sanh cha su samma ratha. Ye sanh cha su samma ratha. Nityang kaya gata sati. Nityang kaya gata sati. Nityang kaya gata sati. Akichang tena sewanti. Akichang tena sewanti. Akichang tena sewanti. Kiche sa tất cha ca phi nô. Kiche sa tất cha ca phi nô. Kiche sa tất cha ca phi nô. Sa ta năng sam bát cha na năng. Sa ta năng sam bát cha na năng. Sa ta năng sam bát cha na năng. Atthang gacchanti asawa. Atthang gacchanti asawa. Atthang gacchanti asawa. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu một cái đại từ dê xanh chát, có nghĩa là dê xăng cộng với chát. Dê xăng cộng với chát. Dê xăng có nghĩa là những người nào. Dê xăng
những người nào dây xăng nghĩa là và chát có nghĩa là và kế tiếp thì chúng ta có một cái hợp từ Susamaratha có nghĩa là đã khéo nỗ lực. Susamaratha đã khéo nỗ lực. Susamaratha đã khéo nỗ lực. Nít chăng thường xuyên hay là liên tục. Nít chăng thường xuyên hay là liên tục. Kaya gata có nghĩa là thân hành. Kaya gata thân hành. Sati là niệm. Sati là niệm. Sati là niệm. Akichang không đáng làm, ít chăng không đáng làm. T có nghĩa là đó, trong cái trường hợp, trong cái bối cảnh này á, là những người đó. T những người đó. Ná có nghĩa là không. Ná có nghĩa là không. Xê quan tí có nghĩa là làm hay là thực hành. Xê quan tí làm hay là thực hành. Kích chê là nên làm hay là đáng làm đó. Ít chê nên làm hay là đáng làm. Sa tất chắc ca mino là làm điều đặn. Sa tất chắc ca ví nô làm điều đặn. Sa tất chắc ca ví nô. Sa ta năng có nghĩa là có niệm. Sa ta năng có niệm. Nó cũng xuất phát từ sát tí à, nhưng mà do chia theo sở thuộc cách xuống nhiều ra trở thành sát ta năng. Sambacchana năng là có nghĩa là biết rõ. Sambacchana năng biết rõ. Ác thăng có nghĩa là hay là có hay là được. Ác thăng này nó là một cái động từ quá khứ của ác thí, là có được. Ác thăng chúng ta phải tách ra. Gách chân tí có nghĩa là đi đến. Gách chân tí có nghĩa là đi đến.
gánh chanh tiết đi đến A Sa Qua, danh từ rất là quen thuộc. A Sa Qua là cát lậu hoặc. A Sa Qua, cát lậu hoặc. Rồi, vậy thì chúng ta đã hoàn thành được phần từ vựng rồi. Ye san cha su sa ma rat tha nit chang ka yagata sa ti akit chang te na se wan ti kit che sa ta cha ka ri no sa ta nang sam bát cha na nang ác thăng gác chanh trí a sa qua. Có nghĩa là người siêng năng cần mẫn thường thường quán thân niệm, không làm việc không đáng, gắn làm việc đáng làm. Người tư niệm tịch giác tỉnh, lậu hoặc được tiêu trừ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cảm ơn Phật tử Ái Minh rất nhiều. Bây giờ thì đến phần thuyết giảng duyên sự và ý nghĩa do Thượng Tọa Tuệ Quyền đảm trách. Chúng ta có thấy Thượng Tọa vào chưa quý vị? Dạ, sao mà chưa thấy Thượng Tọa vào nữa hả? Quý vị có thấy Thượng Tọa Tuệ Quyền vào chưa? Dạ, chưa. Dạ, thật sự ra đó, quý vị biết rằng cái tình hình bây giờ đó là coi như là cái tình hình bây giờ đó là quý vị biết rằng các vị sư bây giờ rất là ít. Chúng tôi có những cái lúc mà chúng tôi đi lễ đó, mà chúng tôi ngồi gần các vị trưởng lão, các vị nói bây giờ các cái vị tu sĩ là tu sĩ mà đứng ra mà thuyết giảng dạy học hoặc là làm tăng sự, nói chung là làm việc đó, làm việc đó quý vị, có nghĩa là thuyết giảng nè, dạy người ta kinh Bali nè, dạy người ta học nè, hoặc là làm tăng sự đó, các cái vị sư đó bây giờ còn ít lắm. Mỗi chùa hình như là mỗi chùa bây giờ được một vị, mỗi chùa được một vị rồi quý vị. Thành ra đó, bây giờ là các vị trưởng lão, các vị nói là bây giờ rất là hiếm, rất là hiếm. Còn đối với các vị mà tu sĩ vào tu bình thường đó, như là ở trong chùa là bình thường đó, thì rất là nhiều. Cũng như quý vị thấy rằng khi mà mình đi dự cái lễ dân y đó, quý vị thấy xây qua xây lại cũng mấy người đó thuyết pháp, xây tới xây lui cũng mấy người đó tụng kinh, xây tới xây lui cũng mấy người đó chuyên ngôn đó. Thành ra có những vị người ta đi lễ người ta nhìn thấy quý vị, nhưng mà khi mà đến bác hội thì rất là đông, đến bác hội thì rất là đông. Thành ra đó, chúng tôi muốn nói cái điều này ra đó, để cho Phật tử chúng ta ráng đoàn kết lại để mà chăm sóc những cái vị sư. Nói chung là bây giờ quý vị thấy rằng một vị sư mà biết dạy cho người ta đọc Bali đó là cũng là quý rồi. Bây giờ mà mình mà cứ chê, nói xấu hoặc là chê người này người kia riết, quý vị thấy rằng còn ai nữa, còn ai đứng ra cái lớp để mà dạy nữa đó. Thành ra bây giờ chúng ta giống như là chúng ta còn có mấy hạt giống mà chúng ta phải ráng cố gắng chúng ta chăm sóc cho nó mọc mầm, nó ra cây ra trái, chứ không thôi là cũng gọi là hư hạt giống luôn. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Tuệ Quyền. Bây giờ thì con đã xong cái phần thuyết nghĩa từ vựng rồi, nên con thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền hoàn hỷ thuyết giảng duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Luật Kinh số 293. Và Thượng Tọa có nghe được âm thanh của chúng con hay không? Xin Thượng Tọa cho con biết được một cái tín hiệu. Và sa thú lành thay. Vậy thì con một lần nữa xin kính lễ đến Thượng Tọa, kính chào, kính lễ đến Chư Tăng, kính chào đại chúng ở trong rung. Con xin thành kính cung kính Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai, Thưa Đức Chúng, nhà rõ không?
Chị cảm ơn quý vị. Chờ chúng tôi một chút. Ngoài trời nó bão, nó mưa, trong lòng mình cũng mưa luôn rồi. Thân cái tứ đại nó cũng bất hòa. Dạ, cảm ơn cô em mình. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến từ tổng bình hành để Đức Phật tính và cùng sĩ tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakawa Uthang Phakawantang Apiwa De Misokato Phakawata Thammo Thammang Namasami Sopatipanno Phakawato Sāvaka Sangho Sanghang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ẩn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hành do hộ đảnh chư tôn đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái cầu Phật cú số 293. Dạ, cũng cáo lỗi với quý vị là bởi vì vào mùa hạ đó chúng tôi có đọc một tuần lễ kinh Văn Chuyển Pháp Luân, và xem như đấy đó là cái nền tảng mấy năm qua, 3 năm qua rồi, thì đọc kinh văn buổi sáng buổi chiều một tuần, rồi còn vào hạ thì sẽ buổi chiều sẽ đọc và có thể buổi khuya đọc thì tùy duyên. Nhưng điều mà phải một ngày như vậy phải có đọc cái kinh văn, mà năm nay chúng tôi đọc 3 bài, là bài Chuyển Pháp Luân, rồi bài Vô Ngã Tướng Kinh và bài Thích Nhất Chi, cho nên và có cả cái nghĩa Việt nữa, cho nên nhiều khi nó hơi dài, cả tiếng đồng hồ. Dạ, phải đọc cả tiếng đồng hồ nó mới xong. Thì cho nên quý vị có thời gian gì chờ đợi trên rung một chút xíu xin cáo lỗi, bởi vì chúng tôi lên thì thứ nhất là để dẫn cái thời kinh Bali cho nó cũng ổn, và cũng như cũng có chư Phật tử, để chư Phật tử tới người ta cũng quan hỷ, người ta cũng cùng đọc, cho nên vì vậy là mất cái thời gian của chư Phật tử một chút xíu. Thì kính thưa quý vị, có thể nói rằng là pháp cú kinh nó là một cái xin lỗi, cái bài kinh hôm nay chúng ta học cái bài kinh, thì nghe chúng ta thấy vậy, như điều phải nói rằng là gọi là người mà được thân được gần đối với các bậc trí tuệ, hai trăm chín mươi ba thì kính thưa quý vị, có thể nói rằng là nếu như chúng ta có một cái hiểu biết đó, thì chúng ta mới thấy được cái kinh văn đó, nó là một điều mà hết sức là quan trọng đối với tất cả chúng ta. Khi chúng ta học, khi chúng ta nghe chư tăng giảng thuyết hay là chư tăng giảng dạy gì đó, mà chúng ta có thể chúng ta học được, chúng ta nắm bắt được, chúng ta hiểu được, thì cái điều này còn gì phải nói nữa. Nhưng phải nói rằng là để mà từng câu kinh, từng câu kệ, và đặc biệt tức là pháp cú kinh, tuy chúng ta thấy đơn giản như vậy nhưng thì cũng không dễ mà nhớ đâu, không dễ mà nhớ đâu gì ha. Ở đây cái câu chuyện này nó có liên quan tới 2 câu pháp cú, tức là 92 và 93. Khi Đức Thầy ở tại cái hang Chatiya gần Phát Tí Giá, liên hệ đến các tỳ kheo Phát Tí Giá, Ngài đang ở tại cái động Chatiya này,
Các tỳ kheo có cái thói quen á, hay trang trí giày dép của các thầy trông như là trong cái vệ đà diễn tả, các tỳ kheo Phật giáo có cái thói quen là mang những đôi dép nó sặc sỡ, kiểu nó màu sắc, và họ tự làm những cái đôi dép đó nó bằng những cái vật liệu quý mà nó nhẹ, nó đắt tiền, nó hơi thời trang chút xíu á. Và lơ đễnh với cái việc mà học hỏi để mà thiền định hay là nghiêm trì giới luật hay là tu tập, các tỳ kheo á, các tỳ kheo khác thế là bực bội, bạch với Phật vỡ trách. Các thầy ham chính diện, mấy ông đến đây, mấy ông đi vào tu với mục đích gì, bây giờ đeo đuổi cái chuyện vô ích như vậy. Bắt đầu ngài nói lên cái đạo bà kệ đó, việc đáng làm thì không làm, mà không đáng làm mà lại làm. Người ngạo mạn phóng dật lộ hoặc á, ắt phải tăng trưởng. Và Đức Phật ngài nói qua, người siêng năng cần mẫn, thường thường quán thân niệm, không làm việc không đáng, gắn làm việc đáng làm. Người thư niệm giác tỉnh, lậu hoặc được tiêu trừ. Thì nghe xong đó, các tỳ kheo mới chứng đắc cái đậu, mới thánh quả. Ở đây chúng ta thấy cái việc đáng làm và cái việc nào là không đáng làm. Ở đây đối với các thầy tỳ kheo á, nó gọi là cái người mà không còn làm cái việc của thế tục nữa. Thí dụ bây giờ mình phải đi làm việc để mới gọi là có ăn, mình phải cố gắng mình tìm kế sinh nhai bằng các cái nghề nghiệp, bằng các cái điều này điều nọ thì mình mới được cái mình mới dạ cảm ơn cô Duy Lạc, cô Lạc nhiều. Thì kính thưa quý vị, thì chúng ta mới có một cái kế sinh nhai. Có thể tỳ kheo đó, Phật ngài dạy đó, các ngươi có bình bát như là cái miệng, ý như là cái cách, ý như là cánh con chim, nó có cánh mà có cái miệng. Thì ngược lại cũng như thế, các thầy tỳ kheo nhờ cái sự nghĩ cúng dân cúng của người khác, tức là gọi là parapatipatha mechivika, sự nuôi mạng của ta ở kẻ khác, anyo me kappo kaniyo, ta làm sao cho người được cấp dưỡng, người cúng dường được một cách tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, ở đây á, bởi nhiều khi đó, ngày hôm nay có những vị lớn, chúng tôi được nghe có một vị hòa thượng ở Bắc Tông mặc một cái áo nó vài ba trăm triệu, một cái áo hậu rất là đắt tiền, mà được cái sự xưng tụng, được cái sự vui thích của những người đệ tử. Thì có một lần chúng tôi mới nói với các sư hỏi nó, trời cái này là tại Phật chắc là đổ nợ rồi, chắc là bậc ngài quả chết luôn. Cái việc mà thầy tỳ kheo mặc y mới được mặc y như vậy, không có đặt được mặc cái y mà nó phải là như thế này thế nọ, mà phải làm đúng pháp đúng luật. Nếu không phải là phấn tạo y thì cái y đó cũng là cái y gọi là đúng luật, chứ không phải kiểu như mình làm kiểu như hoàng bào chứ. Dầu cho cái vị đó như thế nào, bởi ở bên Phật giáo nguyên thủy của chúng ta nó có một điều rất là tuyệt vời, cho không có phân biệt mà cái màu áo, đây là cho vị hòa thượng, đây là cho vị thượng tọa, đây là cho vị trụ trì, các vị tỳ kheo thường là mặc cái khác, các vị sẽ đi mặc khác, mà nó tam y quả bát thì đúng, các thầy tỳ kheo trở lên thì mặc có tam y quả bát, còn các sa di thì không cần tam y, như thế thôi. Còn màu sắc cũng không có định vị là màu sắc nào. Có một số các nước quốc giáo người ta, cái chùa hay hoặc là cái xứ người ta chọn cái màu đó cho nó đồng nhất, chứ không có cái màu đó. Cái y này nó lớn hơn, nó mang như thế này mới gọi là cho vị này, cho vị kia. Bởi vì sao vậy? Cái y của đó là cà sa của Phật mà, không có phân biệt lớn nhỏ, là người lớn người nhỏ gì hết. Cái đó mình chẳng qua con người phân biệt thôi. Xin báo gì là Phật không có phân biệt, không phân biệt cái người lớn mà mặc y này, người nhỏ mà mặc y kia. Cho nên vì vậy không có cần cái sự xé xua.
Còn các thầy tỳ kheo á, lại đi làm cái dép cho nó đẹp thì cũng không có được. Cái dép đi á, là để để chúng ta khỏi bị đạp gai. Đúng ra là đầu trần chân đất, nhưng cũng nếu mà chân mà được mang dép mà đã vậy mà còn cầu kỳ, đã vậy mà còn phát sinh thời trang nữa thì không bị người ta khiển trách, không bị Phật khiển trách mới là chuyện lạ. Cho nên khi chúng ta hiểu, chúng ta biết như vậy thì cái chuyện này chuyện của xưa nó đã có rồi, chứ đừng nói chuyện ngày hôm nay thì nó lại là nó rất là nhiều cái điều mà nó rất là chung chung ở đó. Thì vì ấy rơi vào lợi dưỡng mà là chúng tôi đọc cái kinh Pháp Hóa Chất cũng không có được. Thầy tỳ kheo có hai cực đoan mà các thầy tỳ kheo không được thực hành, một là lợi dưỡng, hay là khổ hạnh, cũng không có đưa đến cái điều tốt đẹp mà các ngươi phải hành con đường trung đạo. Thì con đường trung đạo đó chính là những việc thầy tỳ kheo đang làm, cần phải siêng năng. Chúng ta nhớ như vậy ha. Nếu như chúng ta có một sự đời sống tu tập đó, là một đời sống sống ở trong pháp, sống ở trong pháp tức là sống trong giới, trong định, trong tuệ, hay là sống trong trong cái bát chánh đạo, hay sống trong cái thiền chỉ hay thiền quán, ở đây gọi là cái thân thường 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 quán thân niệm, thân niệm, thân niệm nó cách chung chung. Ở đây mà chúng ta nhớ là kayakata sati, chúng ta gọi là, hoặc là cái thân hành niệm, cái quán thân hành niệm. Thì ở đây có thể có chỉ, có thể có quán. Nếu nó thân hành niệm thì có thể có chỉ, có quán. Thì ở đó vị ấy có thể tu tập về thiện chỉ hay là thiện quán, mà về thân hành. Thì ở đây chúng tôi không phải nói quán nó phải quán như thế nào. Quý vị cần phải có một cái sự tu niệm thật sự là tốt. Vì thì kheo mà Đức Phật này dạy trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, đi khất thực, đi bát, mặc y mang bát, ngủ nghỉ ăn uống đều phải có chánh niệm. Và vẽ phải luôn luôn quán tưởng trong khi ăn, trong khi mặc, trong khi uống thuốc, trong khi ngủ chú sứ, vân vân, tất cả đều phải có một cái sự quán suy hết. Phải có một cái sự tu tập mà lấy đề mục có thể là thân, đây là một có thể thọ, có đề mục tâm, đề mục quán cũng được. Đó là những cái đề mục mà tùy theo mà cái cơ tánh cơ duyên của từng vị mà tu. Thì chúng ta khi chúng ta biết Đức Phật dạy như vậy là phải cái gì luôn luôn làm những cái việc đáng làm. Cái chỗ này rất là hay nè, những việc mà không đáng làm đó chính là những việc mà sa môn phi pháp, không đúng là sa môn. Quý vị biết các thầy tỳ kheo không có được, chúng ta phải biết các thầy tỳ kheo không được cái gì. Chẳng hạn như không làm được làm những cái nghề này, những cái nghề nào nghiệp kia, không được làm cái hành động này, cái hành động kia. Chẳng hạn như xem toán mỗi số ngày giờ, vân vân. Tức là mình chỉ là một người tu bình thường thôi. Đúng là như vậy. Thì ở đây là cái đó, cái này là cái đó, cái sự thật như vậy. Khi mà chúng ta mang, đừng có nói rằng tôi vào đời để tôi dẫn đời, nói vậy là sai. Khi mà cái sở hành, sở tâm, sở tánh, cái nghề nghiệp, cái chánh nghiệp nuôi cái đời sống chánh mạng, thì phải có cái quán tưởng, phải có một cái sự tiếp nhận, cái việc cúng dường cho người. Đừng nghĩ rằng mình có tiền có của, cái mình tốn cần cái sự cúng dường của người, tôi có tôi ăn, tôi đâu có sợ cái gì. Nói gì cũng được. Cái hành tu là không phải cái chuyện của mình, mà đó chính là cái gì? Cơm của Phật, cơm của Tam Bảo, hay là cơm của Đàn Na Tính Thí. Mục đích tu để khất thực, để đi cái gì? Những miếng cơm manh áo, những đồng tiền, những cái nặng nhọc của người, tìm ra đồng tiền bát gạo và gieo giống là trên cái ruộng phước vô thượng cho những người tốt. Một mặt khác nữa, kính thưa quý vị,
Cho nên vì vậy á, chúng ta những cái phương tiện chúng ta biết xài nó đơn giản thôi. Ngoại trừ cái sự cúng dường của người, khi những chuyện đó nó cần thiết, chứ người tu không cần xem. Từ ăn mặc cho tới tiện nghi sinh hoạt, tất cả tùy duyên. Mà có đó không phải là một cái việc mà chúng ta cứ ngồi, chúng ta cứ chăm sóc, chúng ta cứ lo lắng. Có cái cốc chăm sóc cái cốc, có cái phòng chăm sóc cái phòng, có cái vật này chăm sóc cái vật kia, có cái xe chăm sóc cái xe, vân vân như thế nọ thì chết. Cái đó không phải là mà tính tu tập nữa, mà chính là cái đó là nó mang tính chấp thủ và lợi dưỡng. Hay là chúng ta được một cái máy móc gì đó, cái phương tiện gì đó mà chúng ta cứ gìn giữ gìn nó, thì bị bận tâm cái việc đó là không đúng, mà dành cái thời gian cho cái việc đó lại không đúng nữa, mà phải dành cho cái thời gian để có cái sự tu tập, để có một cái sự suy quán một cách tốt đẹp. Bởi vì quả thật nếu như mà chúng ta tu tập mà chúng ta không biết, không biết cách, thì cái công phu cuộc đời mình nó rất là ổn. Cái đời sống của một người tu đơn giản nhất, nghèo cho sạch mà rất cho thơm, chứ không phải là bừng, chúng ta gọi là bừng tăng khổ sải. Thì chúng ta nói câu đó cho nghe te tua thê thảm. Chứ người tu không có bệnh, không có khổ. Mà người tu nếu khổ cũng được, lạc cũng được, mà khổ cũng được. Mà người tu gọi là bần tiện, đê tiện cũng không đúng, hay bần cùng cũng không đúng. Mà người tu không có danh, không có vị, không có lợi, không có lộc, cũng không có cùng đường cuối nẻo, cũng không có phải đối rách, mà đi coi như là phải xin, phải xỏ, phải tìm một cái món ăn này, món ăn nọ, mà để cho người ta phải chửi lên đầu, chửi lên cổ mình, phải để cho người ta khinh thường, xem thường, phải vậy. Mà cái sự thọ thực hay là cái sự tiếp nhận, cái sự cúng dường, nó phải được cái sự thành tâm. Còn không thì chúng ta không nhận, mà Đức Phật gọi là bác. Với những người mà những người cư sĩ mà làm không có đúng, chư tăng cũng có quyền ấp bác nữa. Cái đó Phật này dạy, ấp bác tức là không có nhận của cúng dường của họ, là họ không có cái tâm thành, hay là họ mô Phật trước mặt mà chữ thề sau lưng, chúng ta tạm gọi nó vậy đó, thì những người đó không có nên nhận cái vật cúng dường chính họ, làm cho cả hai phiền não thêm, chúng ta làm cái gì? Thì nếu những cái hành động như vậy không phải, nếu như không phải là những cách như vậy, thì cái thầy tỳ kheo trong cái sinh nó thanh cao, chứ phải cái sinh nó ô tạp. Trong cái sinh nó có cái mục đích. Ngày hôm nay nhiều người đã làm mất đi một cái giá trị tu tập của Phật pháp. Chứ còn thí dụ như cái hình bóng mà bình bát cơm của ngàn nhà, người ta nhiều khi ta đi để người ta nhận tiền, có mục đích nhận tiền, cũng coi như là kiếm chát cái này cái nọ, thì bộ Phật tính thương tiền hết, hết còn một cái giá trị nó thiêng liêng. Không phải là không có, nhưng điều mà có những người đã làm như vậy thì vô tình trộm tướng Phật. Chúng tôi nó trọng tướng Phật. Trọng tướng Phật thì như thế thì chúng ta không đúng. Chứ sự thật ra một cái đi sinh không phải là đổ khổ, mà cái sự đi sinh đó chúng ta gọi là cái sự quá duyên, hay là đi sinh đó chính là nhân để thúc đẩy, để tạo tác cho chứ cái tấm lòng con người có điều kiện để gieo trồng cái thiện phước. Mà điều này hết sức là quan trọng. Mà đời nó dễ cậy lắm quý vị. Có đôi khi người ta phải mặc đồ đẹp, mặc tút sửa lại coi như là cho nó đẹp, người ta mới chịu, người ta mới nói là nó hay. Cái tác phong, cái đó là tất cả nó là tướng hết. Tướng này là tướng giả, chứ phải tướng thật.
làm như mình coi như là đạo cao đức trọng, làm như mình coi như là những người coi như là thông minh mẫn tuệ, là người coi như là vận chuyển bánh xe pháp luân phương, ta quan trọng lắm nghe. Mà sự thật ra trình bày nó không có, hay hoặc là vào giảng hay vào dạy nó không có thực, nó không có có dạy cho cái người nghe hay dạy cho cái người hành trì nó được tốt đẹp. Mà đến khi hoặc là được cái sự cúng đón hay hoặc cái đi coi như đi thì có người đưa, người đón, có người chuẩn bị coi như nâng khăn sửa túi, rồi có người coi như chăm sóc lo lắng từ miếng ăn miếng uống. Cái khăn cũng không được cái khăn khác, cái miếng nước cũng không được nước, mà phải đem nước theo, y như chuẩn bị phòng dịch chứ, phòng dịch Covid chứ. Mà giờ thì không nói, nhưng điều ý nói trước kia đó, không có gì thì cũng phòng dịch, xem như là có chừng bị dịch đó nha. Thì những cái cách điệu đó nó được, có được. Mà cái sự tu tập của một người, người tu nó đơn giản. Đơn giản chừng nào mới đúng gọi là cái người tu nhân như thế đó. Chứ còn là mà rườm rà như thế nào thì chưa chắc nó là chuyện ghê lắm. Cũng như là phải là thiên linh linh, địa linh 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 linh, coi như là chấp bùng cho nó chuyện, cho nó gọi là ghê gớm, không phải như vậy. Mà kỳ vậy đó, con người nó hay nhìn cái tướng. À, tướng của vị này đẹp, vị này nói nghe ấm nè, vị này nói nghe hay nè, chứ nó nghe chắc chát một kiểu nghe nó khẹt khẹt như chúng tôi vậy này, cho nghe không có độ chuyện ta. À thì đó đó, thì ở đây cái cuộc đời này nó kỳ lắm, cái tướng thì người ta nhìn, chứ cái tánh người ta không có biết tìm, hay là cái sự thì người ta rất là thích, chứ cái lý người ta không có quan tâm. Thì đó là khi chúng ta bị dính mắc, chúng ta bị chạy theo, chúng ta đưa vào đó thì chúng ta không bị dính mắc, thì như chúng ta bỏ tay cho đó rồi. À, cho nên ở đây khi mà cái người tu phải nói rằng là rất là quan trọng, rất là quan trọng. Rất là quan trọng cái gì? Để cho chúng ta dành cái thời gian. Ở xưa cũng vậy đó, Đức Phật ngày không cho cái thầy tỳ kheo dùng vào buổi chiều. Bởi vì sao vậy? Bây giờ buổi chiều á, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn. Rồi người ta mới nói cái thầy Sa Môn này có ngày không có lo tu, mà cứ lo đi ăn không, mà lo đi khất thực không. Chứ có chuyện không có chuyện mà đi khất thực chiều. Ai đi khất thực vào buổi chiều? Nói chung qua chuyện qua 10 giờ xíu, chừng 9 giờ, 10 giờ là quý vị biết người này cũng hay có vấn đề rồi. Còn nếu buổi chiều thì càng không có. Đó là những sứ giả tu không. Chứ có chuyện đi chiều, mà còn đi tối nữa, ngồi bác ôm bác mà tối, mà chứ nói chuyện là quả là giả luôn hay gì hết. Chúng ta phải nhớ cái điều đó là sự thật luôn nhé. Cái đó không phải là cái việc làm, cái đó không phải là cái cách của một cái sự tu tập. Hay là người nào có một cái tâm mà tranh hay giành, hay là làm không đúng pháp, hay là này nọ, thì người đó nó phi sa môn. Mà những cái hành động, những cái lời nói, những cái tư tưởng của người tu, bởi Đức Phật này dạy trong một kinh Tứ Niệm Xứ, khi đi vào làng khất thực, vì ấy bắt đầu từ khi mà mang y, biết mình mang y, đi vào làng, biết mình đi vào làng. À, cho nên vì ấy không bao giờ bị cái gì, bị cái ác bất thiện pháp nó xen vào. Bởi vì sao? Vì ấy có cái chánh niệm, có cái tỉnh giác liên tục trên cái chánh niệm và tỉnh giác của mình. Rồi cái ăn, cái ngủ, cái nghỉ, cái đứng, cái ngồi, đó là cách của tu tập thiền quán. Nó liên tục. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ để ở không hoài, chúng ta cứ để nó miên man, để nó suy nghĩ thế này thế kia, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ nảy sinh nhiều cái ác bất thiện pháp. Bởi vì cái điều mà cái tâm của người tu đòi hỏi rất là cao. Đòi hỏi cái gì? Là chúng ta phải làm sao có một sự đình trệ lại, có một sự chần đứng lại. Cái tâm mà chúng ta chạy theo cái ngũ trần sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, để chúng ta bị nó dẫn dắt, bị nó đưa lối, bị nó coi như là làm cho ta quên đi cái phút giây, quên đi cái sự tu tập, quên đi cái
cái sự tu niệm của chính mình. Điều này rất là ghê. Mà kính thưa quý vị, nếu như chúng ta biết được, chúng ta biết trân quý được, chúng ta biết được cái cuộc đời này, cái cuộc sống này, chúng ta biết được rồi, tất cả các pháp nó đều là vô ngã, tất cả pháp nó đều nó là vô thường. Bởi vì chính vì chúng ta tu niệm để làm gì? Khi mà có chánh niệm khởi lên, đó chính là đại, tức là thiện tâm, thủy tâm ngự trị trong ta lòng mình. Thì thiện tâm ngự trị trong lòng mình, lúc đó nó mới không có tâm ác, không có tâm ác. Hay là có chánh niệm giác, tức là có minh sanh, nó vô minh nó bị đẩy lùi. Còn khi mà chúng ta làm không đúng việc á, thì là tất cả những cái việc đó đều là do vô minh nó dẫn đầu, do vô minh nó làm chủ, nó vô minh làm nhân làm duyên, và chúng ta phải đau khổ như thế này, chúng ta phải suy nghĩ như thế kia, tất cả là quá hết. Ít nhất nếu mà chúng ta không quán xét một cách liên tục thì chúng ta cũng phải có một sự tu niệm nó mang tính bài bản, nó vững vàng, để khi mà chúng ta gặp cảnh á, thì chúng ta mới có thể tu được. Gặp cảnh mà chúng ta không có bị dao động được, gặp cảnh chúng ta không có bị coi như là bị ca oán, oán hờn được, là do chúng ta phải có tạo một môi trường cho chính mình, tạo một cho mình chính mình, tức cái môi trường gì? Môi trường đối diện với đau thương, đối diện với bị người ta chửi, bị người ta chê, bị người ta ta thán, bị người ta nói xấu, bị người ta nghi ngờ, bị người ta như thế này thế nào. Cái đó quyền của tất cả mọi người. Quý vị có thể nghĩ xấu tôi, quý vị có thể nói xấu tôi, quý vị có thể khen tôi, quý vị có thể kính tôi, quý vị có thể khi thường chuyện nói chuyện cố gì. Và chúng đối với chúng tôi, nếu như chúng tôi khôn, chúng tôi biết chút xíu, chúng tôi phải chuẩn bị cái chuyện đó. Cái người này có người kính mình thì có người cũng sẽ không kính mình, có người khen mình, có người chê mình, có người thích mình thì cũng người ghét mình. Đó là cái chuyện nó như thế. Cho nên cái sự tu tập, khi chúng ta có sự luôn quán, thường quán, thường niệm về cái thân, để chúng ta cũng không bị chấp cái thân này. Đúng cái là tẩu hỏa đi, là tu cao, tu lâu năm, là chúng ta phải bớt ngã, bớt chấp. Chứ không phải tu lâu năm mà đối cuộc chúng ta được cái địa vị, được cái sự tôn sùng, được cái sự kính trọng. Cái điều đó là sai. Chúng ta càng tu lâu lên nhiều, chúng ta càng cảm thấy cuộc đời nó rất là nhẹ. Cảm thấy cái mọi cái tiếng, mọi cái hành động và lời nói, khi nó khởi sanh lên, chúng ta cảm thấy rất là vững vàng. Tốt cũng được mà xấu cũng được, cũng không có lạ. Câu này, tốt cũng được mà xấu cũng được, nghe quý vị nghe thế lạ không? Tốt cũng được, à thì nó ra là như vậy à. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta phải biết khi nào cần thiết, khi nào không cần thiết. Cái việc gì đáng làm, cái việc gì cần phải thường làm. Thí dụ như bây giờ, chúng ta nhớ một ngày chúng ta vào đó chúng ta nghe pháp, một ngày như vậy chúng ta biết ngồi thiền vào một buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối gì đó. À, biết có một cái sự học kinh, biết có một sự đọc kinh, biết có một sự tu quán. Ít nhất phải làm như vậy. Còn làm việc không đáng là mình là đó, như các thầy vị kheo này làm việc đáng làm như vậy mà có chánh niệm, có tỉnh giác, thì ngay khi đó thì chắc chắn lậu hoặc nó phải được tiêu trừ. Bởi vì sao? Bởi vì tâm hằng thường xuyên mà, tâm nó luôn luôn mà luôn luôn có cái sự tu tập, hay là tâm phải luôn luôn có sự cẩn, có sự phòng hộ, có sự duy trì. Cho nên vì vậy, khi mà có cái sự gìn giữ, có cái sự duy trì đó, thì đâu có thể ác pháp có thể xâm nhập được. Thì chắc chắn rằng lậu hoặc, tất cả những phiền não chúng ta có thể tiêu trừ được. Cũng như chẳng hạn như ví dụ như biết là tu tập 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Tại sao người ta chứng đắc được thánh đạo? Bởi vì một sự thường hàng làm như vậy mà nó không bị gián đoạn. Thì cái khả năng đó, tư niệm đó, nó mới được cái gì mà liên tục như thế đó, thì lậu hoặc chắc chắn nó phải, cái phiền não chúng ta phải đạt được. Chứ còn thí dụ như mình lâu lâu mình không nghe, hay là lâu lâu nghe coi như là cởi ngựa xem hoa,
biết rồi không biết như thế nào. Thì kính thưa quý vị, thì cái đó chắc chắn chúng ta sẽ hết sức là nguy hiểm. Cho nên khi chúng ta tu, quý vị nhớ, khi mình tu mình phải nhớ dành hạ thủ công phu. Còn nếu không hạ thủ công phu được thì chúng ta phải phải công phu mỗi ngày, hằng ngày nhớ mỗi ngày. Mỗi ngày là một việc thiện à, mỗi ngày là một điều thiện. Một điều thiện đó là cái điều thiện gì? Có thể là bổ thí, có thể là trì giới, có thể là tu tiến, có thể là cung kính phục vụ thuyết pháp gì đó ít nhất. Nhưng chúng ta phải mỗi ngày có một việc thiện bằng hành động, lời nói hay là việc làm của mình, một cái gì đó. Thì như thế đó là cái việc đáng làm vô cùng. Khi chúng ta tu là chúng ta biết hy sinh mất mát một phần cái lợi của thế lợi cuộc đời. Chúng ta chấp nhận tu thì chúng ta chấp nhận bỏ bớt chứ chuyện của cuộc đời. Nếu như chúng ta cứ ôm ấp cái cuộc đời thì chúng ta không bao giờ có thể tiến tu nổi. Bởi vì nhớ rõ như mình bớt một chút thì đường đi mang nhiều đau thương, nhiều đau thương biết buông bỏ đi thì nó nhẹ. Cũng như đi trên đường đi mà chúng ta chất đầy cái túi, chất đầy cái xe của mình thì chắc chắn xe rất là nặng. Và mình đi mình rất là mệt mỏi, phải chất đầy. Thì cũng như thế đó, cuộc đời này phải thường thường dọn dẹp, phải thường thường bỏ bớt. Thì khi chúng ta càng bỏ cái xe nó càng nhẹ, cái xe tâm hồn của mình nó chạy, nó chạy cho đến khi mà nó dừng lại, coi hết sữa hết chữa nó rồi đó. Chúng ta nó đi nó nhẹ nhàng. Chứ có những lúc mà chúng ta chở quá nhiều, chở quá nhiều, rồi ăn không ngon, ngủ không yên, rồi cả một phiền não, một cục phiền não, một khối phiền não, một đống phiền não nó đi theo mình. Thì chẳng những mình tưởng rồi là nó hết hả? Khi mà chúng ta không tu như vậy thì chúng ta chết, chết trong cái gì nhiều thì cái đó nó cũng mang đi theo mình. Trong cái chấp thủ nhiều thì chấp thủ về tiền của, danh vọng, sự nghiệp, chấp thủ về bọn chúng ta bực bội, khó chịu, oán hờn gì thì nhiều, thì chấp nhiều ôm nhiều, bực nhiều ôm cũng nhiều đó, đó đi theo cho đời sau và tiếp tục đau khổ nữa. Cho nên phải cần tu tập, phải thường siêng năng, thường tu tập, thường quán, hay là chúng ta làm những việc đáng làm, những gì đáng làm như vậy để chúng ta có một cái, có một tỉnh thức. Cuộc sống này nó ngắn, cuộc sống này nó ngắn, thời gian thì nó nhất định đã là đêm là nó tới đêm, ngày nó ngày, nhưng mạng sống mình nó là bất định. Thời gian có như là nhật nguyệt đêm ngày, nó là như thế. Nhưng mạng sống này bất định vô cùng. Rồi chúng ta còn gặp lại nhau không? Rồi chúng ta còn thấy nhau không? Chúng ta cứ ôm đi, rồi chúng ta cứ lo xe xua, chúng ta cứ lo chạy bên ngoài hoài, thì chúng ta sẽ đau khổ hôm nay cũng như ở ngày sau. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin có đôi điều xin trình bày một câu số cùng của cuốn số 293 là như vậy. Nếu có điều chỉ sẽ tất kính ở mong toàn thể quý vị quan ý. Kính dân Phật Phước Lành được trở đến Thích Tư Đại Thiên Vương, các vị chư thiên cùng truyền chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên, chư giác đinh, ký linh, chân linh, các vị chính chúng sinh ở tại Quảng Nghiêm, xin tất cả quan hỷ và cũng như ở nhà quý vị, xin tất cả mọi chúng sinh đều hạnh lạc được tấn hóa, và mong cho tất cả được thành tựu và chấm dứt sanh tử khổ đau ở nay và cũng như ở ngày sau. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sanh Thầy Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học số 293 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Vato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa buddha na pha venesada sati kong văn tu te vato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa dhamma na pha venesada sati kong văn tu te
Avatu sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa sankhana pavena sarasati pavantu te. Tất cả anh phố an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng khá sự thành lợi thường thiện đến người, cầu xin cho hoa của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.